Sang đỉnh, đường truyền hay dành cho McBell nhưng đã có can thiệp. Đây là Makinde London với một tình huống phản công nhanh. Một pha bóng mà các trọng tài bàn đã quên không reset shot clock. Huỳnh Hải, cú ném 3 điểm của Huỳnh Hải. Đã có cướp bóng tốt tới từ Makinde London. Và cú ném của London Beck. Dẫu sao cách biệt mới chỉ là 4 điểm mà thôi. Và những diễn biến rất hấp dẫn vẫn còn ở trước mắt. Tân Hải Đăng với đường truyền dành cho Makinde London. London tự đánh vào vị trí của McBell. Jeremy Smith đã không làm được gì nhiều. Jeremy Smith. Smith đối đầu với Trang Ngọc Tân. Makinde London tiếp tục là chọn vị trí nữa. Một cú có thể tạm gọi là một cú steal rất hay đến từ Makinde London. Và một lần nữa chúng ta thấy bóng vẫn nằm trong tay của các cầu thủ Ho Chi Minh City Wings. Không ném gần được thì ném xa, và thậm chí là ném rất xa tới từ London. Một cú ném mà tôi có thể gọi nó là đến từ Curry Range, khi mà Sarkov anh không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào đến từ các đồng đội. Huỳnh Hải đã bị Moody steal từ phía sau nhưng bóng đến đúng. Và Hanoi Buffaloes vẫn chưa thể có tình huống gọi hội ý mà họ muốn. Đây sẽ là 2 điểm dễ dàng dành cho Wings. Nỗ lực phòng ngự của Moody. Thủ rất rát tới từ các thủ Hanoi Buffaloes. Nỗ lực của tiến công là không đủ. Cuối cùng thì Makinde London cũng giải được cơn khát ghi điểm.